Đây. Đặt nào. Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với video tiếp theo của Nhịp Sóng Vùng Cao Hà Giang. Hôm nay mình quay cái cảnh ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phi nha mọi người nha. Đây. Mùa này người ta chưa trồng lúa nên là chưa được đẻ máy mọi người ạ. Đây, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang xã Thông Nguyên, Nậm Ti, tổng diện tích khoảng khoanh vùng bảo vệ này các kiểu nha mọi người nha. Đây, người ta làm cái này để vui chơi giải trí. Rất là đẹp luôn nhá. Chủ quán đi đâu rồi? Chủ quán đâu có chị nghe rồi.